cách làm giàu với tư duy của vĩ nhân ở Mỹ có khác ở Việt Nam hay không? Với 5 phút mỗi ngày, Fieldu sẽ chia sẻ kiến thức để cùng nhau vươn tầm business Việt. Hãy đơn giản rút tỉa cách phát triển cá nhân rất hữu ích. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Fieldu tại USA. Xin chào anh chị em đã đến với kênh 5 phút mỗi ngày. Và hôm nay Fieldu xin bắt đầu buổi hôm nay với câu nói của vĩ nhân Harv Eker mà mình rất thích. Câu nói như thế này anh chị em: nếu bạn muốn thay đổi quả trái cây, bạn hãy thay đổi gốc cây trước. Nếu bạn muốn thay đổi những cái hữu hình, bạn hãy thay đổi những cái vô hình trước. Anh chị em thấy cái câu nói này như thế nào? Tôi thấy rất là đỉnh luôn, và thật sự cho mình thấy rằng sự thành công hay thất bại của chính cá nhân mình nó nằm ở bên trong cá nhân của tâm trí của mình, và đặc biệt chính vào những cái thói quen của cá nhân của mình. Và đây cũng là cái ý mà mình muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay qua vĩ nhân Harv Eker và cuốn sách rất là nổi tiếng của ông ta tên là Bí mật tư duy triệu phú, tiếng Mỹ gọi là Secret of Millionaire. Cuốn sách này rất hay anh chị em, và mình mong mỏi rằng những người nào muốn thành công hay muốn cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, nên tìm hiểu và đọc cái cuốn sách này, đặc biệt là những anh chị em nào muốn thay đổi vận mệnh cuộc đời mình từ nghèo trở thành giàu thì không thể bỏ qua cuốn sách rất là căn bản này. Tôi nghĩ rằng là cuốn sách này đã được dịch qua tiếng Việt rồi đó, và tất cả những cái ý hay, đặc biệt là những cái ý so sánh thói quen của người giàu và thói quen của người nghèo thì đã được liệt kê rất là cụ thể ngay cả trên mạng, và YouTube hình như cũng có nữa. Nhưng với khuôn khổ bình luận của mình ngày hôm nay thì mình suy ra được 3 cái ý mà muốn cùng chia sẻ cái cảm nghĩ của mình với một số cái câu chuyện mà mình cảm thấy rằng rất là áp dụng thực tế trong đời sống người Việt của mình. Thì cái điều thứ nhất mà mình rút tỉa ra được rằng là đa số những người Việt của mình hay nhìn những cái thế hệ đi trước như cha mẹ mình, ông bà mình để mà xác định được cái độ thành công của mình trong tương lai. Thì cái cuốn sách này nó cũng cho mình thấy rằng là không nên giới hạn sự thành công của mình bởi những thế hệ đi trước của mình trong gia đình. Ví dụ như là nếu mà mình là nhà thuốc Tây, cha mẹ mình là một bác sĩ, thì mình nghĩ rằng là lớn lên mình cũng sẽ là một nhà bác sĩ. Hay là mình mở một nông trại thì lớn lên mình cũng sẽ là một nông trại. Và không thể nào đi xa hơn để mà nhìn ra những tỉnh thành khác hay là những đất nước khác để cùng vươn tầm. Đó là cái thói quen tâm lý của đa số người Việt chúng ta, là thường thường cha nào con nấy, mình cha như thế nào thì mình sẽ đi theo con đường như vậy. Và nếu mà thấy cha mẹ mình tài giỏi hơn mình, siêng năng hơn mình thì cái cơ hội mà mình thành công hơn người đi trước của mình chắc có lẽ nó ít lắm. Cái tư duy đó, ông tác giả này ông nói rằng là không nên và hãy dục đi, bởi vì chúng ta sinh ra cái vận mệnh của mình được quyết định bởi những gì mình làm trong tương lai, chứ không phải bởi những cái gene, những cái gì tài năng mà mình đã có khi mà sanh ra. Đó là cái điều thứ nhất mình cảm thấy rất là muốn chia sẻ với những người Việt Nam của mình, để chúng ta cùng cố gắng vượt qua những cái rào cản vô hình đó để mà vượt ra xa hơn nữa. Còn điều thứ hai thì thật sự là mình rất là thú vị luôn anh chị em ơi, bởi vì tôi cảm thấy rằng không phải chỉ có ở Việt Nam không, mà ngay cả ở Mỹ này nữa cũng còn rất là nhiều người hay chơi cái game gọi là victim game á anh chị em. Victim game là có nghĩa là cái trò chơi mà nạn nhân á, và có nghĩa là cái thú đau thương theo tiếng Việt mình nói á. Những gì xảy ra xung quanh chúng ta đều đổ lỗi cho những người khác và chúng ta là nạn nhân. Chẳng hạn như cụ thể nhất là trong thời gian gần đây thì giá xăng dầu nó lên rất là cao, thì tôi cũng nghe người này chửi, người kia chửi, đổ lỗi cho cuộc chiến ở châu Âu, đổ lỗi cho tổng thống, đổ lỗi cho nền kinh tế, đổ lỗi cho lạm phát thế này thế kia. Ủa, vậy chứ tại sao mình không
nhìn mình vào trong kính và coi mình đã take control được cái đời sống tài chính của mình chưa. Nếu thật sự rằng là xăng nó lên thì tại sao mình không đã chuẩn bị trước? Mà cái đợt xăng lên này đâu phải là lần đầu nó lên đâu, nó đã lên bao nhiêu lần trong quá khứ rồi. Tại sao mình không đổi qua xài xe điện đi? Hay là nếu mà mình có tiền thì mình đầu tư vào những cái chứng khoán mà nó khi xăng lên thì nó cũng lên. Vì thời lượng có hạn, xin mời anh chị em theo dõi phần kế tiếp vào lần sau.